Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món thịt gà nấu đông. Đây là món ăn có vị ngọt, mát, giòn, thơm từ nấm và thịt gà và khá quen thuộc trong những ngày Tết. Hôm nay mình chia sẻ cách nấu dễ, đơn giản nhất mình có thể tham khảo rồi thêm vào thực đơn. Nấu đổi món trong những ngày Tết cũng rất hấp dẫn. Rồi thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có thịt đùi gà rút xương khoảng 600g, chân gà khoảng 600g, nấm mèo khô khoảng 40g đã ngâm nở và rửa sạch, ít lá chanh, 2 nhánh sả, 4 củ hành tím lớn, 2 nhánh gừng. Rồi, nguyên liệu chính của mình đã xong. Bây giờ, xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nữa nha. Đầu tiên sẽ rửa chân gà bằng muối 2 muỗng canh đầy. Một trái chanh cắt rồi vắt nước hết vô. Xả nước vô hơi xăm xắp. Rồi bóp chân gà trong hỗn hợp nước chanh muối như vậy khoảng 2 đến 3 phút để cho sạch và khử bớt cái mùi hôi của chân gà. Rồi tiếp tục mình sẽ xả nước vô rửa lại hai nước hoặc rửa đến khi thấy nước trong là được. Tiếp tục mình chuẩn bị một nồi nước lọc khoảng 2 lít cho vô nửa muỗng canh muối. Và lấy hết chân gà cho qua nồi để trụng. Nồi nước mình đã để sôi mạnh như vậy cũng được khoảng 3 phút. Bây giờ sẽ tắt bếp lấy ra. Tiếp tục mình sẽ xả rửa lại chân gà dưới vòi nước nhẹ như vậy để cho trôi sạch những cái bọt bám bên ngoài. Khi nữa mình nấu cái nước được trong đẹp hơn nữa, sau khi nấu xong mình ăn sẽ có cái hương vị thơm, hấp dẫn hơn. Tiếp tục lấy 4 củ hành tím lớn ra, khoảng 80g, cắt nhỏ. Sau đó lấy ra khoảng một nửa để riêng. Phần còn lại mình đập dập. Gừng, cắt lát. Hai nhánh sả, đập dập và cắt khúc. Nấm mèo, cắt nhỏ. Mình sẽ lấy nước sôi cho qua chân gà khoảng 2 lít để nấu cho nhanh. Rồi cho vô đây gừng cắt lát khoảng 20g, mình chừa lại một ít, hồi nữa sẽ nấu sau. Hành tím khoảng 40g. Một nhánh sả đập dập cắt khúc. Một nhánh lá chanh để tăng cái hương thơm hơn. Rượu gạo 3 muỗng canh. Và nêm vô đây muối 1 muỗng cà phê. Đường 1 muỗng canh. Và bột ngọt nửa muỗng cà phê để cân bằng cái vị mặn của muối. Rồi mình sẽ canh lửa ở mức độ nhỏ, trung bình như vậy. Để cho nồi chân gà sôi lăn tăn. Và mình vừa nấu vừa hớt bọt cho sạch để cho nước được trong hơn. Lưu ý là mình nên canh thời gian nấu ít nhất là 1 tiếng để cho chân gà chín thật mềm, tiết ra chất gelatin, sẽ có độ kết dính cao. Hồi sau mình sẽ làm chất đông cho thịt gà. Trong thời gian chờ mình sẽ lấy thịt đùi gà ra cắt với độ dày khoảng 1-2cm. Hôm nay mình sẽ chọn thịt đùi gà rút xương để khi nữa mình nấu ăn sẽ tiện hơn. Tuy nhiên với cách làm này thì mình cũng có thể chọn nguyên con gà để làm vẫn được, miễn sao thấy hợp với gia đình là được. Ướp vô thịt gà gồm có hành tím đập dập khoảng 20g, mình chừa lại một ít, hồi nữa sẽ nấu sau. Nước mắm 2 muỗng canh. Hạt nêm 1 muỗng cà phê đầy. Đường 1 muỗng canh. Tiêu đập dập khoảng 1 muỗng canh. Trộn đều để cho tất cả hỗn hợp gia vị hòa quyện chung. Với định lượng khoảng chừng 600g thịt gà thì mình ướp hơi đậm một chút để khi nữa mình nấu xong cái nước cho vô sẽ hòa quyện chung vừa ăn hơn. Mình sẽ canh thời gian ướp ít nhất là 20 phút cho thịt thấm rồi đem ra nấu. Sau 20 phút hơn, mình bắt chảo lên rồi cho vô 3 muỗng canh dầu ăn.
Hành tím đập dập còn lại, thêm vài lát gừng và một nhánh sả, cho hết vô luôn. Để lửa lớn xào thơm hỗn hợp. Sau khoảng chừng 2 phút, mình đảo đều tay thì hỗn hợp đã có cái độ cháy cạnh, lên hương thơm lắm rồi. Mình sẽ cho thịt gà đã ướp vô xào. Tiếp tục để lửa lớn đảo đều tay, cho thịt gà áo đều, dầu, sả, hành, gừng tăng cái hương thơm. Lúc này mình sẽ xào cho thịt săn và chín luôn. Sau khoảng chừng 5 phút mình đảo đều thì nước bên trong thịt gà bắt đầu bung ra, hơi sẩm sấp với đáy chảo nè. Tiếp tục mình vẫn để lửa lớn đảo đều đến khi thịt gà săn lại và nước cạn rút đi. Khi đó thịt gà chín có cái độ cháy cạnh là được. Sau một hồi khoảng chừng 8 phút mình đảo đều, thịt gà bây giờ đã chín và có cái độ săn. Nước đã rút hết rồi, mình sẽ cho nấm vô xào. Khi thịt gà đã chín và có ra mỡ thì mình sẽ cho nấm vô xào như vậy khoảng chừng vài phút, nấm vừa chín tới là được. Với lượng nấm mèo mình cũng có thể cho vô nhiều ít cũng tùy, miễn sao cân bằng với cái thịt gà là được. Sau khi cho nấm vô đảo nhanh tay khoảng chừng 3 phút hơn, tất cả hỗn hợp cũng đã chín, thơm lắm các bạn. Cái mùi của gừng, sả và mùi thịt tỏa ra rất hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ gấp những cái lát gừng này ra cùng với sả cái khúc nữa. Quay lại nồi chân gà, mình nấu như vậy trên lửa vừa cũng đã hơn 1 tiếng rồi. Bây giờ lượng nước còn lại khoảng chừng 1 lít. Lúc này mình cũng có thể nếm lại thử nước đã có cái độ mặn, ngọt, vừa ăn chưa, rồi có thể canh giảm cái lượng đường, muối sao cho hợp với vị là được. Tuy nhiên với cái lượng mình nêm ban đầu, sau khi nấu với thời gian như vậy thì cũng đã có cái vị hơi vừa ăn rồi. Khi nữa mình cho qua chung với thịt gà nữa là vừa. Bây giờ mình sẽ tắt bếp lấy ra. Mình chuẩn bị một hộp vuông và các lá chuối lót ở phía bên dưới hộp để hồi sau mình cấp đông xong rồi lấy ra cho dễ. Nếu không có lá chuối mình cũng có thể thay bằng màng bọc thực phẩm lót xung quanh vẫn được. Lúc này hỗn hợp thịt gà nấm cũng đã vừa nguội bớt, mình sẽ lấy cho qua hộp. Mình cũng có thể thay bằng chén, tô hoặc là những đồ dùng nhà bếp mà mình cảm thấy hợp với gia đình sử dụng là được. Mình sẽ múc nước bên nồi chân gà cho qua hộp. Mình sẽ canh cái lượng nước vừa hơi sẩm sấp với hỗn hợp thịt và nấm là được. Rồi bây giờ mình sẽ để bên ngoài thật là nguội, sau đó đem qua tủ lạnh để ít nhất là 8 tiếng hoặc để qua đêm. Hay là mình sẽ làm sẵn để dành dùng trong 3 ngày Tết, khi nấu ăn lấy ra, rất tiện. Phần chân gà còn lại mình sẽ tận dụng làm những cái món trộn chua ngọt hoặc là chấm muối tiêu chanh, lai rai hoặc ăn chơi cho vui cũng hấp dẫn. Mình để trong ngăn mát tủ lạnh cũng được 8 tiếng hơn rồi. Lấy cái dĩa vuông để lên phía bên trên, rồi úp ngược xuống. Món này thì mình sẽ dọn ra ăn khi còn đang lành lạnh để có cái vị ngọt mát ngon hơn. Với cách làm rất dễ, đơn giản cùng những nguyên liệu rất dễ mua nữa, mình có một món thịt gà nấu đông rất hấp dẫn, cũng có thể thêm vào thực đơn lâu lâu để món trong những ngày Tết cũng rất ngon. Tuy nhiên, mình lưu ý thời gian sử dụng, bảo quản và ăn dần với khoảng thời gian 1 đến 3 ngày Tết là tốt nhất, không nên để lâu. Bây giờ, mình xin mời các bạn. Mình có thể cắt ra như vậy hoặc là dùng muỗng sắn để cho tiện khi ăn. Và khi mình cắt như vậy, cảm giác có độ cứng sần sật. Phía bên trong, thịt đông không hề bị tan chảy ra quá nhiều, có cái độ đặc không quá loãng. Xin mời các bạn nha. Ăn có cái vị ngọt mát của nước đông tan trong miệng rất ngon. Để đậm đà hơn, mình sẽ ăn kèm với nước mắm ớt các lát. Xin mời các bạn nữa nha.
Khi bạn ăn miếng thịt gà thấm, thơm, mềm, kết hợp với nấm sừng sực cùng với nước thịt gà nấu đông, có cái vị ngọt, mát, mềm tan trong miệng, đem đến cảm giác lạ vị, ngon lắm luôn. Thì nếu có dịp mình cũng có thể thêm vào thực đơn, nấu đổi món trong những ngày Tết để được phong phú hơn, mình nghĩ cả nhà ai cũng thích. Video clip cũng đã kết thúc ở đây, nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui. Bây giờ, xin chào tạm biệt các bạn.